Thưa quý vị, tối nay Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà ở hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8 khiến 3 người tử vong. Chiều nay người dân phát hiện căn nhà ở hẻm Lưu Hữu Phước bốc cháy nên đã hô hoán dập lửa và báo với cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng dập lửa và phát hiện thi thể của một người phụ nữ cùng hai cháu nhỏ đã tử vong. Bước đầu qua khám nghiệm hiện trường, công an nghi vấn căn nhà bị phóng hỏa và những người này đã bị sát hại. Hiện tại công an đã tạm giữ một nghi phạm và đưa về trụ sở để làm việc. Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố một đối tượng về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tính. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Nguyễn Nhật Trường sinh năm 2000, trú tại huyện A Lưới, do mâu thuẫn cá nhân, đã sử dụng laptop xâm nhập vào thư điện tử của các nhân viên trong công ty và phát hiện địa chỉ các trang web của đối tác công ty tại Mỹ. Tiếp đó, Trường đã lập ra một thư điện tử nặc danh để giả danh mình là một nhóm hacker tại Nhật Bản, đe dọa các nhân viên đối tác của công ty. Ngoài ra, đối tượng này cũng thực hiện 3 đợt tấn công vào 2 trang web do công ty MGI quản lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Trường về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Thưa quý vị, tình trạng khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Iali, giáp danh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, vốn đã phức tạp trong suốt nhiều năm qua. Và thời gian gần đây, hoạt động này lại tiếp tục tái diễn với quy mô lớn hơn. Lấy danh nghĩa nạo vét lòng hồ, các đối tượng khai thác và vận chuyển cát ngang nhiên hoạt động một cách trái phép cả ngày lẫn đêm. Là công trình thủy điện lớn nhất ở Tây Nguyên, thủy điện Iali không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn là điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Gia Lai. Thế nhưng nơi đây đang trở thành một đại công trường với những chiếc máy múc hạng nặng và nhiều chiếc máy hút cát đang liên tục hoạt động hết công suất. Thì chúng tôi đã đi kiểm tra trên lòng hồ. Tuy nhiên mà tại các cái thời điểm kiểm tra thì cũng chưa có phát hiện. Vì cái việc mà khai thác ở đây thì nó có những cái khó khăn nhất định. Các đối tượng khai thác hầu như người ta đã dự lường, dự tính hết tất cả các cái tình huống. Thì chúng ta mà bắt được quả tang thì nó cũng là cái vấn đề khó khăn. Cũng tại khu vực khai thác cát trái phép này, tối ngày 15 tháng 11, lực lượng chức năng huyện Chư Pả đã phát hiện và tạm giữ để điều tra hai phương tiện, gồm một ô tô và một cano có lắp biển số công vụ ngành công an nhưng không có giấy tờ chứng minh là hợp pháp. Và theo chính quyền địa phương, tại đây chưa có bãi tập kết nào được phép mang cát từ lòng hồ đi tiêu thụ. Thì trong đêm tối là các đối tượng là hút cát, hút cái tài nguyên khoáng sản của nhà nước lên trên tàu để về rồi hợp thức các cái vấn đề để buôn bán. Cho nên là các cái vấn đề rất phức tạp. Bản thân của khu vực lòng hồ Gia Ly, huyện Chư Pả thì đến thời điểm hiện nay thì chưa có một cái giấy phép khai thác khoáng sản nào được cấp có thẩm quyền cho phép. Hàng ngày có cả 100 khối cát được mang đi ra khỏi lòng hồ thủy điện. Điều này cũng đồng nghĩa nhà nước mất đi một nguồn thuế tài nguyên không nhỏ. Việc lỏng lẻo trong công tác quản lý tại đây không chỉ làm thất thoát tài nguyên mà còn gây nhiều hệ lụy khác về an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, sáng nay, gần 200 học sinh của điểm trường Vân Trình thuộc trường tiểu học Phong Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quay trở lại lớp học sau hơn một tuần phải nghỉ học để tránh lụt. Và đây cũng là số học sinh cuối cùng tại địa phương bị gián đoạn học tập do mưa lũ. Đợt mưa lũ vừa qua, Sở Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học 3 ngày để bảo đảm an toàn. Riêng với học sinh ở những vùng thấp trũng, các địa phương đã chủ động cho nghỉ học sớm hơn. Ngay sau khi nước rút, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động quân đội hỗ trợ giáo viên, vệ sinh trường lớp để đón học sinh quay trở lại. Các trường đã lên phương án học bù dạy bù để bảo đảm chương trình học, nhất là khi kỳ thi học kỳ đã đến gần. Ở lượt 2, bảng F, vòng loại 2, World Cup 2026 khu vực châu Á, Việt Nam gặp Iraq trên sân vận động Mỹ Đình, vừa kết thúc cách đây ít phút. Và Iraq đã giành chiến thắng trước Việt Nam nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng. Với chiến thắng ở lượt trận đầu tiên trước đội tuyển Philippines, thầy trò huấn luyện viên Chuse ra sân đầy sự tự tin khi gặp đối thủ mạnh là đội tuyển Iraq. Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam sử dụng lối chơi kiểm soát bóng ngắn, chắc chắn và an toàn. Thế nhưng hàng thủ của chúng ta vẫn phải liên tục chịu nhiều sức ép từ phía đối thủ và kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa khi không có bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Chuse thay một số cầu thủ trẻ và dâng cao đội hình, tạo ra được nhiều cơ hội nhưng cũng không thể nào tạo ra được bất ngờ. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam bất ngờ để thủng lưới sau pha đánh đầu của cầu thủ Mohamed Ali. Nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia sắp tới thì mới mong giành cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.